Tranh thủ test micro và hình ảnh. Xin chào các bạn. Đến giờ 8 giờ tối chủ nhật và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi livestream. Chủ đề của tuần này đó là khi bối rối hãy tự hỏi chính mình. Mình đã thấy có một số bạn bắt đầu theo dõi livestream. Chào bạn Huyền Trân, bạn Hoa Yêu Đàm. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn chủ đề của ngày hôm nay nhé. Thì không biết là các bạn có cảm thấy rằng chủ đề hôm nay có vẻ hơi lạ lẫm. Khi bối rối hãy tự hỏi chính mình. Thế thì tự hỏi để làm gì? Mà lúc mình đang bối rối mà lại tự hỏi chính mình thì làm sao mà lại có câu trả lời một cách tỉnh táo sáng suốt được? Hay là thường thì chúng ta thường là đi tìm kiếm những câu trả lời từ những người cố vấn, những người có kinh nghiệm, những người có sự hiểu biết cao hơn, hoặc là từ sách vở, từ những trải nghiệm mà người đi trước để lại. Thế thì chúng ta sẽ giải đáp cho những cái câu hỏi, những thắc mắc này xoay quanh chủ đề khi bối rối hãy tự hỏi chính mình. Và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phần phương pháp tự hỏi chính mình là gì. Tự hỏi chính mình có thể được gọi là phương pháp tự vấn. Và chúng ta sẽ đưa ra một số cái ví dụ cụ thể mà mình sẽ trả lời cho những câu hỏi mà mình đã nhận được trước buổi livestream hôm nay, để làm rõ cái vấn đề là tự vấn như thế nào, bằng cách nào, và tại sao nó lại có thể giúp cho mỗi chúng ta giải quyết được hay là tìm ra được cái câu trả lời mà mình đang băn khoăn. Có thể là một câu hỏi, một lần hỏi nó sẽ chưa thực sự giải quyết được toàn bộ cái vấn đề của chúng ta đang có. Tuy nhiên là với một cái sự hiểu biết nhất định này và có phương pháp thì chúng ta sẽ có thể rèn luyện dần và hình thành dần cho mình cái cách thức tự vấn và cách sử dụng những câu hỏi nó phù hợp nhất, hiệu quả nhất cho bản thân của mỗi người và trong từng trường hợp cụ thể. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng trao đổi về việc là tự hỏi bản thân mình thì có tác dụng như thế nào, hay là tự vấn mình thì có tác dụng gì hay không. Thì đôi khi chúng ta trong cuộc sống rất là bối rối, rất là nhiều mâu thuẫn, nhiều băn khoăn, nhiều lựa chọn, nhiều luồng thông tin khác nhau. Bởi vậy mà chúng ta thực sự không biết mình cần gì, muốn gì, không hiểu rõ chính mình. Và vì vậy nếu như chúng ta không tự hỏi mình thì làm sao chúng ta có thể biết được là mình thực sự cần gì, muốn gì, nên làm gì trong cuộc sống. Và bởi vì đằng sau những cái lối mòn của tư duy, lối mòn của niềm tin hay lối mòn của cách hành xử thì chúng ta đã quá quen thuộc với những cái lối mòn mà mình đã quen thuộc, mình đã cứ bộc phát đi theo, bộc phát của cảm xúc, bộc phát của lời nói, suy nghĩ, hành động. Mà vì thế mà vì mình cứ cuốn theo những cái dòng suy nghĩ, cảm xúc đó mà mình không thực sự biết là trong sâu thẳm mình cảm thấy như thế nào, cần gì, muốn gì. Bởi vậy mà mình phải tự vấn, phải tự hỏi chính mình để mình nhận ra sâu thẳm mình thực sự cảm thấy như thế nào, cần gì, muốn gì và nên như thế nào. Và đồng thời thì khi mà tự vấn thì mình cũng sẽ bắt đầu nhận ra được là hóa ra là có rất nhiều mâu thuẫn nội tại đang tồn tại ở trong chính mình. Mâu thuẫn giữa việc là lương tâm hay trực giác của mình biết một điều và nghĩ rằng và cảm nhận rằng như thế này mới là đúng, là thật. Nhưng mà những cái khuôn mẫu trong xã hội hoặc là những cái thói quen mà chúng ta đã đi theo, đã luôn luôn sống với trong cuộc sống bình thường thì nó lại khác với những gì chúng ta cảm nhận, chúng ta cảm nhận được trong trực giác, trong sâu thẳm lương tâm của mình. Cho nên cái sự mâu thuẫn đó, nếu như chúng ta không tự vấn, không tự nhìn lại, không tự hỏi chính mình thì chúng ta sẽ chỉ sống trong cái mâu thuẫn rất là dằn vặt, gay gắt ở bên trong mà không phát hiện ra được là tại sao và làm thế nào để dứt bỏ, để gỡ bỏ được cái mâu thuẫn nội tại đó. Và ngoài ra thì tự vấn rất là quan trọng ở chỗ đó là thông thường khi mà chúng ta suy nghĩ hoặc là đang cảm nhận hoặc đang chìm trong một cái vấn đề gì đó thì chúng ta thường bị cuốn vào cái dòng cảm xúc này,
cuốn vào cái dòng suy nghĩ và cuốn vào những cái chi tiết của sự việc xung quanh này, mà chúng ta đồng nhất bản thân mình với cái sự việc đó, hay là đồng nhất chính mình với suy nghĩ và cảm xúc của mình, mà mình không thực sự nhìn thấy bản chất của vấn đề. Vì vậy, khi mà mình tự hỏi chính mình cho mình một cái khoảng thời gian dù là rất ngắn thôi, tự vấn, tự hỏi bản thân, thì mình có thể tách biệt ra, lùi lại một bước so với cái dòng cảm xúc, suy nghĩ hay cái sự việc đang xảy ra đó. Và mình cho mình một cái khoảng không gian dù rất nhỏ nhưng lại rất quan trọng, để giúp mình tách biệt, không bị đồng nhất với những gì đang diễn ra, những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của mình này, trong cảm xúc của mình, hay là trong không gian, thời gian đang xảy ra những cái sự việc, chi tiết sự việc đó. Và khi mà mình có thể tự hỏi bản thân mình thì có nghĩa là tâm trí của mình mở ra một cái tầng nhận thức mới. Mình có thể nhìn nhận mọi việc một cách rộng mở hơn, chân thực hơn, và không bị bó hẹp hay là gói gọn trong cái niềm tin, cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm nhận cũ nữa, mà mình tự mở ra cho mình một cái lối thoát hay là một cái cơ hội để thoát ra khỏi cái khung niềm tin, cái khung định nghĩa trước đây của mình. Thế thì với những cái giải thích cơ bản như vậy thì hy vọng là các bạn cũng có hình dung được là việc tự hỏi bản thân mình nó đóng vai trò quan trọng như thế nào và nó có tác dụng làm sao. Thế thì mọi người có thể là thắc mắc rằng là lúc mà mình đang bối rối mà lại tự hỏi chính mình thì làm sao mà có thể có câu trả lời một cách sáng suốt và tỉnh táo được, bởi vì đang bối rối mà. Thế nhưng mà nếu như chúng ta không tự hỏi mình thì làm sao chúng ta biết rằng chúng ta nên nghĩ gì, làm gì, nói gì, hành động gì thì mới là đúng đắn và cần thiết và phù hợp cho chính bản thân mình. Người khác không thể bảo chúng ta là làm thế này mới là tốt nhất, làm thế này mới là đúng, nếu như nó không phải là phản ánh được cái sự chân thật, phản ánh được cái bản chất hay là cái cảm nhận sâu thẳm, chân thật nhất của mình. Thì làm sao chúng ta có thể lựa chọn được đúng đắn. Cho nên là khi bối rối lại càng phải tự hỏi chính mình để tìm ra được là mình thực sự cảm thấy như thế nào, cần gì, muốn gì, và mình phải tự hiểu rõ được chính mình đã thì mình mới đưa ra được câu trả lời hay là đưa ra được lựa chọn trong những cái tình huống mà mình bắt buộc phải lựa chọn. Xin chào các bạn. Mình rất là vui bởi vì các bạn đang tham gia vào buổi livestream hôm nay. Và mình nghĩ rằng là chủ đề hôm nay tuy là nó hơi xa lạ một chút nhưng mà nó rất là cần thiết, giúp cho mỗi người có thể tự giúp bản thân mình gỡ rối trong cuộc sống và có thể tìm thấy những gì ẩn sâu trong chính mình, chân thật hơn và đúng với lại những gì mà mình cốt cách con người của mình hơn. Và bình thường mà mình hay bị rối trong cuộc sống thì mình hay đi tìm những cái lời giải đáp ở bên ngoài. Thì mọi người hay nói rằng là phải quay trở về với bên trong, tự hỏi mình. Thế nhưng mà tự hỏi như thế nào? Thì mình nghĩ rằng đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà nó sẽ giúp ích được cho các bạn trên quá trình tìm kiếm an yên, hạnh phúc trong cuộc sống và tìm kiếm những gì chân thực hơn so với lại những cái cách hiểu, cách nghĩ, cách sống mà mình vẫn đang quen thuộc từ trước đến giờ. Thì chúng ta thường có cái thói quen đó là khi mà mình cảm thấy bối rối, không đưa ra được quyết định hoặc là không biết mình nên xử trí làm sao trong những cái sự việc, những cái mối quan hệ của mình, thì mình thường là muốn hỏi một ai đó này, hay là muốn tìm kiếm một câu trả lời ở bên ngoài. Thì thường khi mà mình chưa có phương pháp và chưa có kinh nghiệm thì đó cũng là một cái hướng giải quyết dễ hiểu, và chúng ta cũng nên đọc, nên hỏi, nên tìm hiểu, nên nhìn nhận nhiều góc, nhiều khía cạnh, nhiều góc nhìn của người khác chẳng hạn, và những học hỏi từ những kinh nghiệm của người khác. Tuy nhiên là dù là những người thầy có rất nhiều kiến thức, rất nhiều kinh nghiệm, hoặc là những nguồn, những quyển sách mà có rất nhiều thông tin giá trị và hữu ích ở trong đó, nhưng mà không một ai trong số đó, không có người thầy nào, không có quyển sách nào, không có người viết bài nào đang sống cuộc sống của bạn thay cho bạn cả.
không ai có thể cảm nhận hộ bạn chính những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Và cũng không ai có thể thực sự là giải quyết được hoàn toàn cái vấn đề mà bạn đang phải trải qua và đang phải đưa ra quyết định cho chính mình. Mà tất cả những cái nguồn thông tin, những cái lời khuyên, những cái góc nhìn, những cái kinh nghiệm của người khác sẽ chỉ là những tài liệu tham khảo. Và tất nhiên nó cũng sẽ giúp cho chúng ta bắt đầu định hình và đóng góp thêm vào những cái cách nhìn, cách hiểu của chúng ta. Tuy nhiên là rốt cục thì chúng ta vẫn phải quay trở lại, tự hỏi chính mình để tìm ra được câu trả lời, tìm ra được lựa chọn và quyết định nào phù hợp nhất, chân thật nhất. Và nó là chính quyết định của mình đưa ra, chứ không phải là ai khác có thể giúp được mình cả. Giúp được chỉ là giúp được ở góc độ là đóng góp những cách hiểu, những khía cạnh mà mình có thể chưa nhìn thấy, hoặc là mình chưa nhìn được hết về chiều sâu của nó mà thôi. Chứ còn mình là người phải tự hiểu, tự hỏi bản thân mình và tự đưa ra được quyết định cho cuộc đời mình. Thế thì nếu như mà nhận ra được điều này rồi, nhận ra rằng là tất cả những gì ở bên ngoài, tất cả những kinh nghiệm, những kiến thức, những gì mà người khác tư vấn, chia sẻ, giúp đỡ cho mình sẽ chỉ là những sự đóng góp, những nguồn tài liệu tham khảo và giúp ích cho mình ở một góc độ nào đó mà thôi, thì khi mà hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ đến lúc cần phải tự rèn luyện và tự hình thành cho mình một cái lộ trình, một cái phương pháp hay là cách thức để tự vấn, tự hỏi bản thân mình, để đưa ra được cái cách hiểu đúng đắn nhất về chính mình, và sau đó là đưa ra được những quyết định, những lựa chọn phù hợp nhất trong cuộc sống của chính mình. Mình sẽ đi vào phân tích kỹ hơn về phương pháp tự vấn bản thân và lấy một số ví dụ hay là đưa ra một cái khung, một cái lộ trình chung của phương pháp tự vấn. Và mình có nhận được một số câu hỏi của các bạn đặt ra liên quan đến chủ đề này, và mình sẽ đi sâu vào phân tích cách tự vấn, cách đặt câu hỏi cho bản thân mình trong những cái trường hợp đó. Thì các phương pháp tự vấn thì chúng ta có thể tạm chia ra làm 4 loại chính, dựa vào mục đích của việc là tự vấn để làm gì, nhằm mục đích gì, thì có thể là chia ra làm 4 loại. Tuy nhiên cách chia ra như thế này thì cũng chỉ là để chúng ta có thể dễ định hình, dễ hiểu và dễ nắm bắt được cái phương pháp hơn mà thôi. Chứ còn phân loại hay là chia ra thì nó cũng không phải là cái việc là chúng ta không cần phải nhớ, không cần phải thuộc lòng rằng là đây có những cái phương pháp như này, lúc như này thì mình phải áp vào số 1, số 2, số 3. Thì nó không nhất thiết phải dập khuôn như thế, mà là chúng ta chỉ là đang chia ra để chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy cái góc độ nào nó sẽ phù hợp hơn với cá nhân của từng người, và chúng ta có thể nhìn thấy được cái tác dụng của nó rõ hơn mà thôi. Thì phân loại theo mục đích nhé, thì tự vấn có thể phân ra làm 4 loại. Một là tự vấn để chúng ta có thể nhận ra được hay là thấy rõ được chính lựa chọn và quyết định mà mình đã chọn trong sâu thẳm chính mình, mà trong lúc bối rối mình không có nhận ra. Mình rất là rối trí, hoang mang, nên là mình không biết là nên chọn cái lựa chọn nào hay là giải quyết vấn đề ra làm sao, mà thực ra là trong sâu thẳm mình đã có cái quyết định đó rồi. Thì ví dụ như này, để mà các bạn hiểu rõ hơn là vì sao lại nói là mình đã có cái quyết định đó trong lòng. Thì ví dụ như này, một đứa trẻ nó đang chơi, nó vấp vào gì đấy, nó suýt ngã một cái. Thì ngay lúc đó cái phản ứng của chúng ta sẽ là đỡ vội lấy nó. Thì khi mà chúng ta cố để đỡ lấy đứa trẻ thì chúng ta sẽ không phân tích xem là mình nên đặt chân trái trước hay là tay phải trước, hay là mình nên di chuyển như thế nào trông cho đẹp, hay là mình không phân tích rằng là bây giờ mình đỡ nó thì liệu nó sẽ tránh được cái va chạm ở chỗ này hay chỗ kia, hay là liệu nó có tốt hơn là không đỡ hay không, hay để cho nó tự ngã tự đứng dậy. Thế thì vấn đề là khi mà sự việc xảy ra
thì thường những cái sự việc như vậy chúng ta không hề suy nghĩ, đúng không ạ? Chúng ta không phân tích xem là mình phải như thế nào, nên như thế nào, làm thế nào thì tốt hơn, làm lúc nào thì tốt hơn. Mà chúng ta thực ra là quyết định ngay lập tức và chúng ta hành động ngay lập tức. Và thường thì trong cuộc sống, những cái sự việc khác liên quan đến công việc, các mối quan hệ hoặc là những cái sự việc bất ngờ xảy ra trong cuộc sống của mình thì chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta có nhiều thời gian hơn so với cái sự việc là ví dụ đứa trẻ con ngã. Cho nên là khi mà sự việc xảy ra, chúng ta có quá nhiều thời gian để mà ngồi suy nghĩ, phân tích, đánh giá. Chúng ta sẽ nghĩ là bây giờ mình sẽ nên nói cái câu này, hay là làm cái hành động này, hay là bước tiếp theo ra làm sao, nói như vậy người ta nghĩ gì, hay là tức là mình có quá nhiều thời gian để phân tích. Và khi mà càng phân tích thì chúng ta lại càng rối. Chúng ta không biết là nên như thế nào là đúng, nên như thế nào là tốt, như thế nào thì sẽ được lợi nhất cho bản thân mình. Và vì vậy mà thực ra ấy, là chúng ta đã có quyết định ngay trong cái thời điểm đó rồi, nhưng mà bởi vì nghĩ nhiều quá nên là dối. Ví dụ như là đứa trẻ đấy mà đang chuẩn bị ngã mà mình cứ mải nghĩ là xem là đặt chân nào trước, tay nào trước, ôm chỗ nào trước thì nó ngã mất rồi, kiểu như vậy. Thế nhưng mà thực ra là ngay tại thời điểm một sự việc xuất hiện, một vấn đề nảy sinh ấy, là chúng ta thường có ngay quyết định đó ở trong sâu thẳm chính mình mà mình không nhận ra mà thôi. Cho nên cái phương pháp tự vấn là phương pháp mà chúng ta sẽ giúp mình loại bỏ bớt những cái suy nghĩ rối ren để mình bắt đầu tập trung vào và nhìn thấy rõ vấn đề là hóa ra thực ra mình đã quyết định rồi và mình biết như thế nào nên làm, như thế nào là đúng. Mình vừa thấy comment của Đào Thúy Trinh. Lâu lắm rồi mới được xem một người livestream mà mặt mộc. Cảm ơn Trinh. Thì mình chắc phải đến 7-8 năm nay, không chắc là 5-6 năm thôi, không có make up bao giờ. Thực ra hôm nay là cũng có bôi một chút kem chống nắng nè, bôi một chút lip balm có màu đấy. Nói chung là cũng điệu hơn bình thường một chút. Nhưng mà mình cũng không có quá coi trọng cái hình thức nữa rồi, vì mình coi trọng về sự kết nối chân thật và cái nội dung, những cái giá trị mà mình trao đổi, chia sẻ trong các mối quan hệ với mọi người. Mình xin phép được quay lại chủ đề. Thế thì đó là phương pháp thứ nhất của tự vấn, phân loại theo mục đích. Đó là để mình biết được chính cái lựa chọn và quyết định của mình đã có ở trong chính mình. Và loại thứ hai đó là tự vấn để giúp ta thoát ra khỏi lối mòn của niềm tin, suy nghĩ, và đặc biệt là những niềm tin và suy nghĩ tiêu cực, sự bất mãn hay là thất vọng trong cuộc sống. Trong cái quá trình tự vấn này thì thường chúng ta sẽ đặt những câu hỏi để tạo ra phản lực hay là những sự đối lập với chính niềm tin, chính suy nghĩ của mình, để giúp cho mình bước đầu bứt phá ra khỏi cái vòng an toàn hay là cái hàng rào của niềm tin và hệ quy chuẩn mà mình đã sống với, đã tin vào từ trước đến giờ. Thì trong buổi hôm nay, những câu hỏi mà một lát nữa mình sẽ giải đáp nó sẽ nằm trong hai cái loại chính này mà mình vừa đề cập đến. Thì ngoài ra thì còn có cái phương pháp tự vấn là nhằm giúp cho chúng ta thoát ra khỏi được những cái thành trì của định kiến này, sự chỉ trích, đánh giá, oán hận trong cái hệ tư tưởng mà mình đã có trong suy nghĩ của mình. Và cái vấn đề này nó liên quan đến việc là nhìn thấu và phá vỡ được sự kiểm soát của bản ngã. Thì cái này nó hơi lòng ngoằng hơn và đi sâu hơn. Thì có thể trong buổi hôm nay chúng ta sẽ không có đủ thời gian để đi sâu vào cái mục đích thứ ba này. Và cái mục đích thứ tư đó là, cái này có lẽ cũng rất là nhiều người đang phân vân, đó là tìm ra hướng đi, mục đích và ý nghĩa cuộc sống của chính mình. Thì cái mục đích này thì khi sử dụng quá trình tự vấn, phương pháp tự vấn thì nó sẽ không ngay lập tức bằng một câu hỏi, bằng một buổi mà có thể ngay lập tức trả lời được. Tuy nhiên với một quá trình rèn luyện và tự đào sâu dần, nhổ rễ dần những
những tầng, những lớp của niềm tin và hệ quy chiếu thì chúng ta sẽ dần dần đạt đến nó. Chào Vũ Nguyễn. Chào các bạn. Các bạn khi tham gia vào livestream có thể là mình đang tập trung vào một vấn đề gì đó nên mình không chào lại hoặc là không tương tác được nhiều với các bạn, thì mong các bạn thông cảm. Dù sao thì đây cũng là một buổi livestream thì mình cũng rất là mong rằng các bạn sẽ có thể đặt câu hỏi trực tiếp và trao đổi trực tiếp với mình, song song với việc là mình sẽ vẫn bám sát vào nội dung và mong muốn là truyền tải được hết những cái ý cơ bản mà mình muốn gửi gắm, muốn chia sẻ với các bạn trong buổi hôm nay. Mình thấy có một câu hỏi của Tạ Bích Ngọc, đó là bác nhà nơi ngoài cùng của vũ trụ là gì ạ? Câu này rất là hay và có lẽ là sẽ mất cả một tiếng để nói chuyện, để mà gọi là chạm đến một chút của vấn đề. Thì chắc là một buổi khác chúng ta sẽ bàn đến vấn đề ngoài cùng của vũ trụ là gì nhé. Mình xin phép được quay lại chủ đề đúng không ạ? Thế thì nói về vấn đề tự vấn thì có lẽ chúng ta cũng sẽ thắc mắc rằng là tự vấn vào thời điểm nào là hiệu quả. Thì tự vấn tức là tự hỏi bản thân mình, dẫn dắt để mà chính mình tự mở lòng ra với chính mình và lắng nghe được câu trả lời ở trong chính mình. Vậy nên là thời điểm hiệu quả nhất sẽ là khi mà mình có thời gian và không gian riêng dành cho chính mình để tập trung vào quá trình tự vấn. Tuy nhiên là không phải có nghĩa là chúng ta phải dành vài ngày hay vài giờ hay là một thời gian dài đâu. Mà không gian và thời gian riêng cho chính mình cũng có thể nó chỉ là một vài phút, một vài giây, thậm chí một vài tích tắc. Ở ngay trong chính cái thời điểm mà một sự việc xảy ra, chúng ta vẫn có thể có cái không gian và thời gian cho chính mình. Trước khi chúng ta hành động, trước khi chúng ta nói ra, hành động ra một cái gì đó, chúng ta chỉ cần dừng lại một vài tích tắc thôi. Trong cái khoảng thời gian, không gian rất nhỏ đó, chúng ta cũng đã đủ để có một cái sự chuyển hóa lớn khi mà chúng ta đặt được đúng cái câu hỏi cho chính mình, tự vấn trong chính mình. Thế thì có nghĩa là như vậy, có nghĩa là bất cứ lúc nào mà chúng ta có ý thức chợt nhận ra rằng là chúng ta cần phải tìm kiếm câu trả lời trong chính mình, hay là chúng ta cần lùi lại một bước để nhìn nhận lại mọi sự việc, mọi vấn đề đang xảy ra, xem nó có đúng là như vậy không, thì bất cứ lúc nào mà chúng ta có được cái ý thức đó là nhận ra rằng là chúng ta nên hỏi lại bản thân mình đã, thì đó là cái thời điểm thích hợp nhất mà chúng ta cần phải tự vấn, chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình và trả lời, tìm kiếm câu trả lời trong chính mình. Thì cái quá trình để rèn luyện kỹ năng tự vấn bản thân á, thì có thể chúng ta sẽ nên là dành ra một cái khoảng thời gian mỗi ngày, ví dụ 15, 20, 30 phút. Và thường thì là mình áp dụng phương pháp thiền hoặc là viết trên giấy thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cũng có những người nếu như có thời gian thì cũng có thể là dành ra một vài giờ mỗi tuần, hoặc là có thể dành ra 1-2 ngày mỗi tháng, hoặc là vài ngày mỗi quý, có thể nhiều hơn. Có nghĩa là chúng ta có thể chủ động tạo ra một cái khoảng không gian thời gian cho chính mình để có một cái thời gian chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ, soi lại mình, tự vấn lại mình. Thì thực hành thiền hàng ngày và viết ra trên giấy hàng ngày, dù là chỉ có 15-20 phút thôi, là một cái phương pháp dễ thực hiện và hiệu quả. Tuy nhiên là như mình đã nói, đấy là trong bất cứ một cái giây phút nào, một cái hoàn cảnh nào, dù nó đang xảy ra, dù mình không có 15-20 phút để nghĩ, nhưng mà mình chỉ có 1-2 tích tắc thôi, mình cũng vẫn có thể tạm dừng lại cái chuỗi suy nghĩ, chuỗi hành động, chuỗi cảm xúc của mình và tự hỏi mình cái câu hỏi mà nó có thể làm thay đổi cuộc đời mình đấy ạ. Có thể thay đổi hoàn toàn cái cách mình nghĩ, cách mình nhìn nhận, cách mình hành xử. Thì như vậy thời gian để mà tự vấn thì nó không có giới hạn, không có quy định nhất định là phải như thế nào, mà là cái quan trọng nhất đó là chúng ta ý thức được lúc nào là lúc mình cần phải tự hỏi mình để tìm kiếm câu trả lời trong chính mình.
Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể hơn, đó là tự vấn như thế nào, cái lộ trình chung của phương pháp tự vấn làm sao, và mình sẽ đi vào một số ví dụ cụ thể. Thế thì khi mà chúng ta nhận thấy rằng là một sự việc, một hoàn cảnh hay là một cái cảm giác ở trong mình rằng là có gì đó không ổn, có gì đó bất ổn, thì lúc đó là lúc mà chúng ta cần bắt đầu tự vấn bản thân. Và bắt đầu như thế nào? Có một câu hỏi chìa khóa quan trọng giúp cho chúng ta tạm dừng lại cái dòng suy nghĩ, cái dòng cảm xúc, cái sự cuốn vào sự việc. Cái câu hỏi then chốt này nó sẽ giúp cho chúng ta lùi lại một bước nhỏ để chúng ta, người ta gọi là tách biệt ra khỏi hoàn cảnh, tách biệt ra khỏi dòng xoáy của suy nghĩ. Thì tách biệt như thế nào? Tách biệt thứ nhất là mình nhận ra nó không ổn, và đó là, và tiếp theo đó là mình hỏi một cái câu hỏi then chốt này cho bản thân mình nhé. Đó là: khoan đã, có thực sự là cái sự việc này nó đang diễn ra như cách mình nghĩ hay không? Hay đó chỉ là chính mình đang suy diễn và tin rằng đó là thật? Tức là khi mình đang bị cuốn vào một dòng suy nghĩ, mình đang cảm giác rất là bực bội hay là lo lắng, run sợ hay là băn khoăn, bối rối, hay là đang có một cái sự việc nó diễn ra ngay trước mắt mình, hoặc là sắp diễn ra, hoặc là mình phải suy nghĩ về cái sự việc này. Thế thì thường mình đang bị cuốn vào trong những cái dòng suy nghĩ, những cái dòng cảm xúc, những cái sự việc chi tiết, những cái khiến cho mình tưởng như là đồng nhất với nó như vậy. Thì mình cần phải có ý thức rằng là: khoan đã, mình tự hỏi mình là có thật sự cái cảm xúc này, cái suy nghĩ này, cái sự việc này, những gì mà mình đang bị cuốn vào á, nó có phải là sự thật không? Hay nó chỉ là suy nghĩ của mình, cách mình suy diễn, và mình đang tin vào nó? Thì khi mình hỏi được câu hỏi này, đó là mình đã bước ra khỏi cái dòng cảm xúc, suy nghĩ, cái dòng sự việc, tất cả những chi tiết nó đang bao bọc, nó đang níu giữ mình ở trong đó. Khi mình hỏi được câu hỏi này trong đầu mình, là mình đã bước ra khỏi đó, tách ra khỏi đó được rồi. Thế còn cái việc là mình sẽ giải quyết tiếp theo như thế nào, thì đương nhiên mình cũng sẽ cần phải có một cái phương pháp, và mình sẽ cần phải có sự rèn luyện. Tuy nhiên là bước ban đầu nhá, thì chúng ta sẽ cần phải tạo được cái thói quen này. Bất cứ lúc nào mà mình thấy có một cái gì đó không ổn, không ổn trong việc là sao mình nghĩ cái này, mình cảm thấy bực mình thấy đau đầu, mình thấy bối rối, mình thấy tức là không ổn mà. Hoặc là một cái sự việc nó đang diễn ra, mình thấy không ổn, có gì đấy mình cảm thấy nó bất ổn, nó không hài lòng, không vui, không thấy nó đem lại cho mình hạnh phúc, an yên vào cái thời điểm đó, thì là cái lúc mình cần phải hỏi cái cảm xúc này, cái cảm nhận này có phải là thật hay không, hay là chỉ là suy diễn trong đầu mình và mình đang tin rằng đó là thật. Câu hỏi này nó sẽ giúp cho bạn dừng lại và bắt đầu đi tiếp vào những câu hỏi tự vấn tiếp theo, và giúp cho mình tách ra khỏi sự việc. Thì thường thì trong một cái hoàn cảnh, nếu như nó đang diễn ra ngay lúc này ấy, thì có thể mình không có quá nhiều thời gian để đặt câu hỏi từng bước một. Thế nhưng mà nó ít nhất cũng sẽ giúp cho mình tạo dừng lại cái cơn giận đó này, hoặc là cái dòng cảm xúc, cái dòng suy nghĩ đó. Và bất ngờ mình có thể nhìn thấy những cái góc độ mà lúc trước mình không thấy. Hoặc là mình có thể là tự nhiên mình giữ được một cái câu nói rất là bột phát, mà lẽ ra bình thường mình sẽ nói ngay ra rồi, nhưng mà bởi vì mình có ý thức được là mình hỏi mình rằng có thật sự mọi thứ đang diễn ra đúng như mình nghĩ không, hay là đây chỉ là cái cách mình phiên dịch, cái cách mình nhìn nhận, cái cách mình suy diễn về nó thôi, và mình cứ tin là nó là thật thôi, thì lúc đó mình đã lùi lại một bước và mình sẽ không bột phát, không bị cuốn vào cái phản ứng tự động, cái lập trình tự động của tâm trí mình. Thì đó là bước thứ nhất, đó là mình phải hỏi được mình cái câu hỏi đó. Thế cái những câu hỏi tiếp theo để tự vấn á, thì ban đầu có thể ngay trong giữa một cái sự việc đang xảy ra, thì chúng ta sẽ
chưa có nhiều kỹ năng, chưa có nhiều kinh nghiệm để tiếp tục chuyển hóa cái hướng hành động, hướng quyết định của mình. Tuy nhiên là mình cứ hỏi cái câu hỏi đầu tiên nó đi, để mình tách ra khỏi nó đã. Thế còn những câu hỏi tiếp theo thì có lẽ là sẽ chỉ dễ dàng áp dụng khi mà chúng ta có thời gian một mình, để chúng ta bắt đầu ngồi suy nghĩ, suy ngẫm, tự hỏi mình một cách tập trung hơn, chậm rãi hơn, có thời gian hơn. Thì mình sẽ đi vào các cái ví dụ cụ thể cho nó dễ. Và trong tất cả những cái ví dụ này thì một cái điều mình nghĩ rằng là các bạn nên làm, đó là chúng ta sẽ chọn một cái khoảng thời gian, không gian mà chúng ta có thời gian rảnh và không bị làm phiền, và ngồi viết ra, viết trên giấy, để chúng ta tự nhìn vào cái suy nghĩ của mình, để chúng ta nhìn nó như là một cái thực thể độc lập trên trang giấy, chứ không còn là trong đầu mình nữa. Khi mà mình giữ nó ở trong đầu thì mình thường bị đồng hóa với nó, mình bị cuốn vào cái dòng suy nghĩ cảm xúc đó. Còn khi mà mình viết ra thì một phần nào đó mình đã làm cho nó tách biệt ra khỏi mình rồi, nó nằm ở trên trang giấy rồi. Và khi đó mình đọc lại, ngay lúc đó mình đọc lại thôi, mình cũng đã nhìn thấy có rất nhiều cái mà mình có thể phân tích được, và mình bắt đầu tự vấn, tự phản bác lại chính cái niềm tin, những cái suy nghĩ của mình xuất hiện ở trên cái dòng mà mình vừa mới viết. Câu hỏi thứ nhất mà mình nhận được đó là: khi phải đứng giữa hai sự lựa chọn thì tự vấn như thế nào để có thể đưa ra được quyết định? Mình nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất phổ biến và gần như ai cũng có những lúc gặp phải. Tuy nhiên là câu hỏi này vẫn còn đang rất chung chung và nó chưa cụ thể vào một cái tình huống cụ thể nào cả. Nên là mình cũng sẽ đưa ra một cái phương pháp chung. Và nó sẽ hơi bao quát, tức là có rất nhiều cái tình huống cụ thể. Thì mình sẽ nhắc đến một số cái tình huống đó. Thì nếu như mà cái câu hỏi nó thật sự cụ thể hơn ấy, thì rơi vào từng trường hợp, từng cá nhân ấy, thì mình có thể đưa ra được một cái lộ trình của việc tự vấn nó sát hơn với cái câu hỏi. Nhưng mà không sao, dù sao thì câu hỏi này là chung chung thì cũng rất là tốt. Có nghĩa là mình cũng có thể đưa ra một cái khung chung để cho các bạn có thể hình dung được cái quá trình này. Thế thì như mình vừa mới nói nhá, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần phải đặt ra cho mình đó là: có thực sự là mình đang nhìn vào sự thật hay không? Hay mình chỉ đang nhìn vào chính suy nghĩ, suy diễn, niềm tin của mình thôi? Thế thì trong câu hỏi khi phải đứng giữa hai sự lựa chọn thì tự vấn như thế nào để đưa ra được quyết định là chọn cái phương án nào ạ? Thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là: có thực sự là mình bắt buộc phải lựa chọn, hay là mình chỉ đang suy diễn là mình phải chọn mà thôi? Có nghĩa là mình có nhất định là phải chọn một trong hai phương án hay không? Hay mình có thể chọn cả hai? Hay là mình không chọn phương án nào? Hoặc mình có thể chọn một phương án nằm ngoài hai phương án này? Thì sao? Có thực sự là mình phải chọn một trong hai phương án hay không? Thế thì riêng câu hỏi này nó đã giúp cho chúng ta có thể là tách ra khỏi một cái khung mà mình tự ràng buộc mình trong đó, rằng là chỉ có hai phương án này thôi, chọn một trong hai, bắt buộc phải một trong hai. Chưa chắc đã là như thế. Chúng ta có thể chọn cả hai, hoặc không, hoặc chọn một phương án khác. Thế nhưng mà bình thường thì chúng ta lại cứ chăm chăm nhìn vào đúng hai cái phương án này và cảm thấy nó rất là bế tắc, rất là bối rối, rất là khó lựa chọn. Và thành ra là chúng ta thiếu tự do, thiếu tự chủ, không có lựa chọn nào khác cả, chỉ có một trong hai thôi. Thế thì đó là câu hỏi đầu tiên nha, để mình tự nhìn nhận lại xem là có thật sự là như thế không, hay là thực ra là có nhiều phương án khác mà mình đang không nhìn thấy. Thế thì nếu như đúng là chúng ta phải lựa chọn một trong hai, mà thường ví dụ như là cái phương án là mình phải đi hay ở, ví dụ là bỏ công việc này, hay là nhận công việc này, hay là không, tức là cái tình huống nó đặt ra rằng là chúng ta bắt buộc phải chọn một trong hai ấy, ví dụ như thế, thì chúng ta có thể hỏi câu tiếp theo, tự hỏi mình câu tiếp theo, đó là: mục tiêu cuối cùng cho bản thân mình từ việc lựa chọn một trong hai vấn đề này là gì? Mục tiêu cuối cùng là gì? Mà là mục tiêu cuối cùng cho bản thân mình nhé, không phải là cho ai khác cả.
không phải là cho con mình hay là cho gia đình mình hay cho xã hội, mà là cho mình, bởi vì mình đang là phải người lựa chọn. Thế thì mục đích cuối cùng, mục tiêu cuối cùng của việc lựa chọn là gì cho bản thân mình? Thì thường thì các cái mục tiêu này, tức là khi mà đứng giữa sự lựa chọn một trong hai cái vấn đề, thì gần như là sẽ chung quy lại có một số cái mục tiêu cơ bản như này. Một là để giúp cho bản thân mình được sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc và được là chính mình hơn. Nếu như đây là mục tiêu của mình, mình viết xuống. Mục tiêu cuối cùng của mình là gì? Mình viết xuống. Là được sống vui vẻ, hạnh phúc, bình an, được là chính mình. Hay mục tiêu thứ hai, có thể cái phương án thứ hai đó là giúp cho mình được hòa nhập, được quý mến mà không bị hiểu nhầm, ví dụ vậy. Thì mục tiêu, một nhóm mục tiêu khá là phổ biến nữa đó là để cho mình được trải nghiệm những điều mà mình mong ước, mình muốn được trải nghiệm. Một mục tiêu khá là phổ biến nữa đó là giúp cho bản thân mình được ghi nhận hay là trở nên thành công trong mắt mọi người. Hoặc là một cái mục tiêu cũng rất là phổ biến đó là mình cảm thấy mình là một người có ích và làm tròn được bổn phận của bản thân mình. Ví dụ là làm tròn bổn phận của người cha, người mẹ đối với con cái, hay làm tròn bổn phận của người con đối với bố mẹ, gia đình. Thế thì mục tiêu cuối cùng này là gì? Mình sẽ phải viết ra. Và khi mà mình biết được rằng là mục tiêu cuối cùng, vì sao mình phải lựa chọn ạ, thì bây giờ sẽ là cái câu hỏi then chốt nhất. Đó là lựa chọn nào giữa một trong hai lựa chọn mà mình phải chọn này? Nếu mình không thể chọn một lựa chọn thứ ba, thứ tư khác này, hay là mình không chọn cả hai được, hay là không chọn cũng không sao, mà mình bắt buộc phải chọn một trong hai. Thế thì lựa chọn nào sẽ kéo theo nhiều hệ quả trái ngược với mục tiêu cuối cùng mà vì sao mình phải chọn nó? Thì thông thường chúng ta thường phân tích những cái về là điểm mạnh, điểm yếu, điểm lợi, điểm hại của từng cái phương án. Nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn không biết chọn cái nào. Bởi vì là chúng ta không biết mục tiêu của mình là gì, không biết là chọn để làm gì. Hoặc là mình muốn cái này nhưng thực ra mình muốn cái kia. Thế nên là khi mà mình dù có phân tích hết hệ quả rồi, điểm mạnh, điểm yếu, điểm lợi, điểm hại rồi, mà mình vẫn không biết nên chọn cái nào cả, thì vấn đề mấu chốt nằm ở việc chúng ta không biết mục đích của việc lựa chọn là gì, mục tiêu cuối cùng để mà làm gì. Thế nên là khi mà xác định được mục tiêu của mình, thì chúng ta sẽ có thể tự hỏi mình xem là vậy thì một trong hai cái phương án này, phương án nào sẽ kéo theo nhiều hệ quả trái ngược với cái mục tiêu cuối cùng mà mình mong đạt được đó. Mình vừa nhìn thấy câu hỏi, chia sẻ comment của bạn Hoa Yêu Đàm, đó là em cũng đang mắc kẹt vào sự lựa chọn ra đi hay ở lại trong công việc hiện tại và rời khỏi Sài Gòn để về Đà Nẵng, nhưng bản thân em vẫn còn nhiều nỗi sợ. Đây là một cái tình huống rất phổ biến mà có lẽ là rất rất nhiều người đã gặp phải, nhất là cái việc là đi hay ở trong cái công việc mà mình chọn. Và cái nơi sống cũng là một cái nơi, người ta bảo là an cư rồi lập nghiệp, đúng là hai thứ quan trọng nhất mà bạn đang phải đưa ra quyết định, phải không ạ? Thế thì đầu tiên mình nghĩ rằng là bạn có thể dành ra một khoảng thời gian ngồi xuống để suy nghĩ, thay vì việc là phân tích lựa chọn tốt xấu hay là lợi hại của cái vấn của hai cái lựa chọn đó, thì bạn như mình cũng vừa mới nói, đó là đầu tiên là mình hãy tự hỏi bản thân mình xem mình có bắt buộc phải lựa chọn hay không. Mình có thể chọn một trong hai hay không? Trong trường hợp của bạn chắc là không thể lựa chọn một trong hai, tức là không thể sống đồng thời Sài Gòn và Đà Nẵng rồi. Thì mình có phương án nào khác nữa hay không? Thì có khi mình sống ở Vũng Tàu hoặc là mình sống ở Đà Lạt hay gì đó. Ví dụ vậy, tức là mình sẽ tự mình để mình không bị bó buộc trong cái suy nghĩ đó một chút đã, tách ra một chút đã. Thế còn nếu như thực sự là mình bắt buộc phải chọn một trong hai cái phương án mình đang phải đối mặt đó, là tiếp tục công việc này hay không này, hay sống ở Sài Gòn hay Đà Nẵng này, thế thì bạn sẽ đặt câu hỏi và viết ra rằng mục tiêu cuối cùng của bạn là gì
trong đầu tiên là trong công việc, đây là hai vấn đề khác nhau nhé, chỗ ở và công việc. Thì đầu tiên là đối với công việc thì mục tiêu cuối cùng của bạn đối với công việc là gì? Là mức lương cao hay là mức lương cao nó sẽ đồng nghĩa với là thành công, được ghi nhận, cuộc sống đầy đủ vật chất. Nếu như đó là mục tiêu cuối cùng thì bạn chỉ việc chọn một trong hai công việc nào có mức lương cao hơn. Còn nếu như mục tiêu cuối cùng của bạn đó là được trải nghiệm những điều mà bạn mong muốn, ví dụ như là có nhiều thời gian để đi du lịch, có nhiều thời gian để ra biển ngồi ngắm hoàng hôn, thì rõ ràng công việc nào có cho bạn nhiều thời gian hơn nó sẽ giúp cho bạn đạt được cái mục tiêu đó. Hoặc là công việc của bạn là giúp cho mình được sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc và được là chính mình. Thế thì nếu như bạn xác định được đâu là mục tiêu cuối cùng của mình tin rằng bạn sẽ biết rằng công việc nào nó sẽ đem lại cho bạn, hay là nó sẽ bớt cản trở bạn đạt được mục tiêu mà bạn mong muốn. Thì mình mong rằng là bạn có thể dành thời gian để suy nghĩ và thử viết ra những cái câu trả lời xem là mục tiêu của chính mình là gì, mục tiêu cuối cùng nhỉ? Và khi đó thì bắt đầu mình sẽ nhìn nhận rõ được vấn đề hơn, xem là cái nào nó sẽ là cái mà giúp cho mình có thể đến được với cái mục tiêu đó dễ dàng hơn, hoặc là đơn giản hơn là cái lựa chọn nào nó sẽ kéo theo nhiều hệ quả trái ngược với mục tiêu mà mình mong muốn, hay là nó sẽ cản trở mình đạt được mục tiêu mình mong muốn, thì mình sẽ loại bỏ nó. Thì đấy là trong trường hợp mình chỉ có hai lựa chọn thì mình sẽ dùng phương pháp loại bỏ như vậy. Thì mình chúc bạn có thể sớm có được câu trả lời khi mà bạn bắt đầu tự hỏi chính mình để tự tìm ra câu trả lời trong chính mình. À, mình vừa nhìn thấy comment của Hayuram, đó là lựa chọn sau. Tức là muốn, có phải là lúc nãy mình đang nói là sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc đúng không nhỉ? Anyway, mình nghĩ rằng là cái lựa chọn của cá nhân thì mình rất là vui khi mà bạn chia sẻ. Tuy nhiên là hãy cứ dành một cái khoảng thời gian cho riêng mình và viết ra những câu trả lời cho câu hỏi mà mình tự vấn bản thân đó. Thì mình sẽ bắt đầu tìm kiếm được câu trả lời sáng suốt nhất và phù hợp nhất và chân thật nhất với chính mình. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và chia sẻ nhé. Nhưng em cảm thấy mình chưa đủ vốn sống để biết mình thật sự muốn trở thành người như thế nào. Nhưng đợi đến khi đủ vốn sống, em sợ lại muộn mất rồi. À, hình như mình bị lỡ mất câu hỏi phía trước của bạn, hay đó là câu hỏi toàn bộ nhỉ, của bạn Vũ Nguyễn. Thường thì chúng ta sống trong nỗi sợ hãi. Chúng ta nghĩ rằng là mình chưa có đủ kinh nghiệm, mình chưa có đủ khả năng để đánh giá xem là như thế này là tốt, như thế này là xấu, hay là như thế nào thì nó sẽ có lợi hơn cho tương lai của mình. Bởi vì mình còn trẻ, mình còn chưa có kinh nghiệm, nhỡ mình chọn sai thì sao, đúng không? Thế nhưng mà thực ra từ bé đến giờ, các bạn có nghĩ rằng các bạn đã chọn sai điều gì không? Có thể mình nghĩ rằng là à, lẽ ra hồi xưa mình chọn cái trường này thì nó tốt hơn. Thế nhưng mà có bao giờ chúng ta thực hiện lại và chúng ta bắt đầu đi thử lại con đường đó mà chúng ta không chọn vào lúc đó? Cho nên thực ra thì cái con đường mà mình không chọn đó chỉ là mình đang nghĩ rằng ồ, biết thế mình chọn vậy thì đã tốt hơn rồi. Nhưng nếu mình thực sự chọn nó và mình đã đi trên con đường đó, có khi mình cũng đang ngồi và nghĩ rằng biết thế mình chọn con đường kia nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là thực ra đến thời điểm này, tất cả những gì chúng ta đã lựa chọn đều là đúng, hay là đều là phù hợp nhất với cái thời điểm mà mình đưa ra lựa chọn đó. Cho nên là khi mà mình lựa chọn vào thời điểm hiện tại, khi mà đưa ra một cái lựa chọn thì chúng ta hãy chỉ nhìn vào cái bối cảnh hiện tại là chính thôi. Bởi vì chúng ta không ai có thể nói trước được tương lai cả. Chúng ta không thể nói được rằng là à, lựa chọn con đường kia 5 năm sau nó sẽ tốt hơn so với lựa chọn con đường này. Nhưng mà con đường này 10 năm sau lại tốt hơn con đường kia chẳng hạn, làm sao có thể biết được? Thì thực ra chúng ta sống trong tương lai quá nhiều và chúng ta sống trong nỗi sợ hãi quá nhiều, mà chúng ta lại bỏ quên mất rằng tất cả những gì đang hiện hữu bây giờ nó đã được tạo bởi cả một quá trình trong quá khứ. Và bởi thế, những gì chúng ta đang sống bây giờ nó sẽ là cái background, là cái base, là cái nền tảng chúng ta tạo ra tương lai.
Bởi vậy chúng ta sẽ không ngồi đây để tiếc nuối rằng ngày xưa sao mình không lựa chọn cái phương án kia. Bởi vì có khi nếu đi con đường đó, chúng ta cũng đang ngồi và nghĩ rằng ở sao ngày xưa mình không chọn phương án này. Thế thì chúng ta cũng đang ngồi đây vào thời điểm này, cũng sẽ không thể nào nói trước được rằng là chúng ta nên lựa chọn phương án nào cho tương lai, mà là chúng ta chọn cái phương án nào nó chân thật nhất, phù hợp nhất với mình của hiện tại. Và từ hiện tại chúng ta sẽ vun đắp xây dựng cho tương lai. Và cái phương án đó trong tương lai nó sẽ là phương án phù hợp nhất, tốt nhất. Vì mình đã sống hết mình ở hiện tại, mình đã nỗ lực, mình đã xây đắp nó với một cái background, một cái base vững chắc tại hiện tại, thì tương lai nó sẽ tốt. Thế nên là bạn cũng không cần phải quá lo lắng rằng là chưa đủ vốn sống nên là sợ là lựa chọn sai. Bởi vì không ai có thể là lựa chọn đúng hơn chính bạn cả. Và cái việc là bạn sợ rằng thiếu vốn sống chỉ là mình đang so sánh với người khác mà thôi. Và mình đang nghĩ rằng mình mong muốn đạt được đúng cái mục tiêu, đúng những cái gì người ta đang có mà thôi. Đấy là sự so sánh. Thế còn để mà sống được một cách hạnh phúc, an yên thì chúng ta phải là sống cho chính mình. Sống, lựa chọn những gì mà nó phù hợp với chính mình, chứ không phải là phù hợp với người khác, hoặc là để đạt được những gì người khác có. Thế thì khi mà bạn có một cái câu hỏi cụ thể về vấn đề là nên chọn phương pháp cái vấn đề nào hay là lựa chọn nào, thì bạn có thể thử áp dụng cái phương pháp tự vấn này. Ngồi xuống, tĩnh lặng, dành thời gian, không gian cho chính mình để tự hỏi chính mình xem mục tiêu cuối cùng của mình là gì. Nếu mục tiêu hiện tại của bạn nhé là có một thu nhập cao, cái đó không có gì là sai cả. Nếu đó là mục tiêu mà bạn cảm thấy là quan trọng nhất tại thời điểm hiện tại, thì bạn cứ chọn cái phương án mà nó giúp cho bạn đạt được mục tiêu đó, và loại bỏ phương án mà nó cản trở bạn không đạt được mục tiêu của mình. Thế còn có thể 5 năm sau bạn lại có một cái một cái mục tiêu khác, thì lúc đó dựa vào cái mục tiêu cuối cùng của bản thân tại thời điểm hiện tại mà đưa ra quyết định. Và như mình nói, đó là đừng có lo sợ rằng là phương án này là sai, phương án kia mới là đúng, mà là chúng ta sẽ quan trọng là nó có đúng với lại thời điểm hiện tại hay không. Và nếu nó đúng với thời điểm hiện tại thì mình chọn nó và xây đắp nó, tạo biến nó thành cái nền tảng vững chắc cho tương lai của mình. Và như vậy thì sẽ không bao giờ sai cả. Có một cái câu chuyện đó là ông già làm gì cũng đúng. Đó là vì như thế, là chọn dựa trên thời điểm hiện tại, và quan trọng là phù hợp với thời điểm hiện tại thì sẽ là đúng. Thế còn nếu như mà không lắng nghe chính mình, không lựa chọn được cái phương án nào nó thật sự phản ánh được cái mục tiêu sâu thẳm trong mình, thì sẽ đến lúc mình nhận ra là nó sai và mình sẽ lại bắt đầu phải điều chỉnh lại. Thì mong rằng là bạn sẽ thử áp dụng phương pháp tự vấn này và ngồi xuống để viết ra câu trả lời. Nếu như bạn có một cái câu chuyện cụ thể, một cái câu hỏi cụ thể và cần có một cái sự hỗ trợ, thì bạn có thể nhắn tin riêng trong phần inbox của page chẳng hạn. Mình có thể giúp bạn một chút trong quá trình tự hỏi bản thân, để có thể là tìm ra câu trả lời sáng tỏ hơn cho cái thời điểm hiện tại của bạn. Chúc bạn an yên nha. Như vậy là chúng ta vừa với trao đổi về cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai mà mình nhận được đó là: lúc tôi thua lỗ trong một thương vụ, thất nghiệp và ôm đồm một đống nợ, tôi thấy thất vọng tràn trề. Sao tôi lại thiếu may mắn đến thế? Đã rất nỗ lực trong học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp, mà cuộc đời lại quá bất công với tôi. Vậy tôi cần phải hỏi mình điều gì để có thể cân bằng lại tinh thần? Thế thì khi mà có những cái sự việc như thế này á, thì chúng ta nên có dành thời gian để ngồi xuống, bình tâm nhìn lại chính mình, tự hỏi chính mình. Có thể là không được bình tâm lắm bởi lúc đấy đang lo lắng, bối rối, buồn phiền, nhưng không sao, chúng ta ngồi xuống tĩnh lặng, chúng ta viết lên giấy những câu trả lời cho những câu hỏi sau đây nha. Câu hỏi thứ nhất thì nó cũng giống như là lúc nãy mình có nói rồi, đó là đầu tiên chúng ta sẽ phải hỏi mình rằng có thật sự là như vậy không. Thế thì trong ví dụ này mình sẽ đặt câu hỏi là: có thật sự là sự việc đúng như mình nghĩ
đó là mình rất thiếu may mắn, rằng cuộc đời thật là quá bất công với mình. Hay đó chỉ là mình đang suy diễn trong đầu và tin vào đó mà thôi. Câu hỏi thứ hai chúng ta có thể đặt ra cho chính mình trong trường hợp này, đó là phải chăng mình đang gán cho sự công bằng ở đời nằm hoàn toàn ở việc là mình phải thắng trong một thương vụ? Như thế mới là công bằng à? Sự công bằng ở đời nằm ở việc là phải thắng trong thương vụ, phải không? Ngoài ra thì có còn có lĩnh vực nào khác trong cuộc sống mà chúng ta chưa tính đến hay không? Câu hỏi thứ ba chúng ta có thể tự đặt ra cho mình trong trường hợp này, đó là có phải trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình là người đang phải chịu sự bất công, bất hạnh này hay không? Có phải là ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều thấy thất vọng, bế tắc và bất công như mình hay không? Câu hỏi thứ tư mình có thể tự đặt ra cho mình đó là mình có thể quay ngược lại thời gian để thay đổi cái sự việc đó hay không? Tất nhiên là không. Nhưng mình có thể học được điều gì từ sự việc đã xảy ra? Mình có thể học được điều gì? Và câu hỏi thứ năm là một câu hỏi để xoay chuyển vấn đề. Ngoài cái vấn đề bất ổn này ra, thì trong cuộc sống của mình đang có những gì đang vẫn rất ổn, và viết hết ra. Thì mình tin rằng khi mình ngồi xuống hỏi những câu hỏi này, tự mình viết ra những câu trả lời cho những câu hỏi này, thì cái quá trình tư duy, cái niềm tin, cái cách nhìn của mình sẽ bắt đầu thay đổi và chuyển hóa dần theo từng cái câu hỏi này, và mình sẽ bắt đầu nhìn nhận ra có rất nhiều vấn đề mà mình đang gạt bỏ ra, không tính đến mà chỉ tập trung xoay quanh cái vấn đề mình đang thấy bức xúc này mà thôi. Thì khi mà tự đặt câu hỏi cho mình và tự viết ra câu trả lời, thì tự mình sẽ bắt đầu nhận ra rất là nhiều vấn đề và nhiều góc độ, nhiều cách nhìn mà mình bắt đầu cảm thấy rằng cái vấn đề nó không đến mức độ như mình thấy, và nó có ý nghĩa trong đó chứ không phải là không. Thì như vậy thì nó có một cái lộ trình chung cho cái việc tự hỏi, tự vấn bản thân mình. Và lộ trình chung này á, đó là ban đầu nhé, chúng ta sẽ hỏi mình là đầu tiên là đây là sự thật hay là chỉ là do mình tự suy diễn và tự tin vào nó mà thôi. Thì cái câu hỏi này sẽ giúp cho chúng ta tạm thời tách ra khỏi cái cảm xúc và suy nghĩ mà mình đang bị cuốn vào. Và cái bước thứ hai trong cái lộ trình này á, đó là tự hỏi để thấy rằng mình đang tin vào điều gì vậy? Cái niềm tin của mình là gì? Nó có hoàn toàn đúng và toàn diện và đầy đủ hay không? Thì câu hỏi, cái bước thứ hai này, các câu hỏi đó là sẽ giúp mình phát hiện ra và nghi vấn chính những cái nhận định và niềm tin của mình. Bước thứ ba đó là chúng ta sẽ phải tự giúp mình phản biện niềm tin của chính mình. Có những điểm không đúng, không đầy đủ, không toàn diện trong những cái gì mình đang nhìn nhận, đang tin vào. Và cái bước này nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận được thực tế, phá vỡ được khỏi cái khung niềm tin, cái giới hạn của niềm tin mà mình đang sống với. Và cái bước thứ tư đó là mình có thể lựa chọn một cách đánh giá, nhìn nhận nào khác đối với sự việc đó hay không? Và cái cách nhìn khác đó là gì? Để mà thiết lập được góc nhìn mới, rộng mở hơn và ý nghĩa hơn. Thì cái lộ trình chung này các bạn có thể thấy rõ ở trong cái ví dụ vừa rồi. Đó là đầu tiên là tự hỏi mình xem là có thực sự mình thiếu may mắn hay không? Và cuộc đời quá bất công với mình hay không? Hay đó chỉ là suy nghĩ và nhận định của riêng mình mà thôi? Sự bất công ở đời phải chăng chỉ nằm hoàn toàn ở cái việc là mình không thắng trong thương vụ? Và mình phải thắng thì mới là công bằng. Thì ngoài ra nếu như mà mình không tính đến những cái lĩnh vực khác hay sao? Công bằng chỉ đơn giản là nằm ở thắng ở trong thương trường thôi hay sao? Và trên thế giới này liệu có phải là có duy nhất một mình đang nghĩ như vậy? Mình đang cảm thấy như vậy trong cái tình huống này hay không? Mình có thể quay ngược thời gian để thay đổi nó hay không? Hay là mình có thể chọn cách đó là mình học được gì từ cái sự việc này? Và ngoài việc là mình tập trung vào cái vấn đề bất ổn này, thì trong cuộc sống của mình có những gì đang diễn ra rất ổn? Mình kể nó ra. Thì đây là cái lộ trình mà chúng ta bắt đầu từ việc tách mình ra khỏi vấn đề này,
phát hiện và nghi vấn chính niềm tin của mình này. Bắt đầu nhìn vào thực tế này để phá vỡ khung giới hạn niềm tin của mình. Và sau đó là thiết lập góc nhìn mới, rộng mở hơn, chân thực hơn, toàn diện hơn về thực tế. Hiện giờ mình chỉ còn đang có 5 phút mà mình còn có 2 câu hỏi nữa thì có lẽ sẽ hơi dài. Hay là mình để trong buổi sau mình sẽ trao đổi tiếp về 2 câu hỏi kia nhỉ? Bởi vì mình thấy 2 câu hỏi đó cũng rất là quan trọng. Một câu hỏi là tôi từng có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Tôi nỗ lực làm việc rất nhiều để kiếm nhiều tiền hơn. Mong muốn cuộc sống gia đình ngày càng sung túc hơn. Nhưng gần đây tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi với vợ mình, chồng mình ngày càng xa. Tôi không còn hiểu rốt cuộc cô ấy, anh ấy muốn gì và tôi cũng không tìm được sự đồng cảm an ủi nào từ phía cô ấy, anh ấy cho sự nỗ lực và vất vả của mình. Bế tắc, muốn buông tay nhưng lại không nỡ. Tôi phải đối thoại với mình từ đâu để tìm lại hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống. Và một câu hỏi nữa đó là tôi có một công việc ổn định, thu nhập không tệ, gia đình đầy đủ, vợ đẹp con ngoan. Có nghĩa là về vật chất hay tình cảm thì tôi gần như là không thiếu thốn gì. Thế nhưng tôi lại rất hay cảm thấy xuống tinh thần và không mấy vui vẻ. Khi gia đình bạn bè quan tâm hỏi han thì tôi cũng không biết phải giải bày như thế nào. Bởi vì ngoài kia có lẽ là rất nhiều người còn gặp nhiều khó khăn hơn mà không kêu than. Còn tôi thì lại chẳng có vấn đề gì to tát cả. Nhưng mà lại rất là bế tắc, chán nản. Và tôi cần phải đặt câu hỏi cho mình như thế nào đây để có thể hiểu được mình. Hai câu hỏi này là hai câu hỏi mà rất phổ biến trong xã hội. Và chính bản thân mình cũng đã trải qua rất nhiều năm quằn quại trong hai câu hỏi này. Thì mình nghĩ rằng bây giờ không còn đủ thời gian để phân tích kỹ về hai câu hỏi này nữa. Có lẽ mình sẽ làm thêm một buổi nữa về cùng chủ đề này. Và có lẽ tự vấn sẽ là một cái chủ đề chính xuyên suốt trong những bài chia sẻ của mình. Bởi vì tất cả mọi thứ, tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống này để mà giải quyết được, để mà tìm được an yên trong bản thân, trong cuộc sống của mình thì chỉ có chính mình là người tìm ra mà thôi. Cho nên là cái phương pháp tự vấn là phương pháp giúp mỗi người trở về với những gì chân thật nhất trong chính mình, hiểu được chính mình, tìm ra được câu trả lời trong chính mình để tìm ra con đường này, để mở ra một cái hiện thực mới, một cái góc nhìn mới trong cuộc đời mình. Cho nên là cái tự vấn sẽ là một cái chủ đề mà mình sẽ quay trở lại nhiều lần và sẽ đi sâu vào nó và có những cái hướng dẫn chi tiết hơn, cụ thể hơn. Không biết là có bạn nào còn có câu hỏi gì trong mình không nhỉ, để mình có thể trả lời vắn tắt trong một số phút cuối cùng của buổi hôm nay. À, có bạn Hoa Yêu Đàm lúc nãy có hỏi rằng là tự vấn là trực giác phải không chị? Thì thực ra tự vấn thì nó cũng không hoàn toàn là trực giác. Trực giác là cái cảm nhận ngay lập tức mà mình cảm giác được về sự thật, về một điều như thế nào là đúng, là chân thật đối với mình. Thì thực ra tự vấn nó sẽ là một chuỗi câu hỏi để trở về, để gỡ bỏ những cái thứ bên ngoài, những cái rối ren trong tâm trí của mình, để mà trở về với lại cái cảm nhận chân thật nhất ở sâu thẳm trong chính mình. Thì thực ra có thể gọi là tự vấn là phương pháp gỡ bỏ những rối ren trong tâm trí để quay trở về và sống với đúng trực giác và lương tâm của mình. Thì có thể nó không phải là một, nhưng mà nó rất liên quan đến nhau. À, mình có thấy câu hỏi của bạn Thiên An. Có nhiều lần mình cũng dằn vặt bản thân vì sao mình không cảm thấy thực sự hạnh phúc, tự do trong cuộc đời này. Mình cũng muốn tự hỏi bản thân mình có phải là do mình tham vọng quá hay không? Được cái này là lại đòi hỏi cái kia, mà hình như không phải như thế. Mình cũng không có suy nghĩ phải giàu có, thành đại gia hay là gì. Chỉ là mình thấy rất khó để thật sự thấy vui. Mình cũng có trò chuyện với một vài người bạn thì họ bảo là mày dở hơi, chồng giỏi, con ngoan, nhà cửa đầy đủ, còn muốn gì. Đối với mình hình như rất nhiều bối rối, có khi lạc lối giữa đời này, nên mình tự vấn như thế nào đây. Câu hỏi này rất giống với câu hỏi thứ tư mà mình vừa mới đọc, mình vừa mới nhắc đến. Và
Có lẽ thời gian của buổi hôm nay không còn đủ để cho mình đi sâu vào chúng. Tuy nhiên là bởi vì có một bạn vừa mới hỏi như vậy thì mình sẽ nói qua một chút thôi. Đó là khi mà đạt đến một lúc mà chúng ta đã đạt được gần như đầy đủ tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Cuộc sống rất đầy đủ, rất ổn định, công việc tốt, gia đình tốt, mọi mối quan hệ cũng khá là ổn. Nói chung là không có vấn đề gì mà kêu than cả. Nhưng chúng ta vẫn không cảm thấy hài lòng, không cảm thấy an yên, không cảm thấy thỏa mãn và không cảm thấy thật sự là chính mình. Thì đây là cái vấn đề của những người bắt đầu phải đi tìm con đường tâm linh hay là con đường tỉnh thức. Nếu như mọi người không thích dùng từ tâm linh thì đây là con đường tỉnh thức, bởi vì tầm ý thức của thế giới vật chất không còn thỏa mãn được mình, được không phải được mày mà được mình. Vừa định nói là được mình với được bạn thì lại thành được màn, nghe nó hơi ghê. Không còn thỏa mãn được bản thân mình nữa thì chúng ta sẽ không còn một cái gì ở trong thế giới vật chất này có thể thỏa mãn được mình đâu, mà mình sẽ phải bắt đầu đi tìm kiếm con đường tâm linh, con đường tỉnh thức. Và vấn đề mấu chốt mà trong quá trình tìm kiếm sẽ là vấn đề tâm trí và bản ngã mà mình sẽ phải giải quyết được, thì mình mới tìm kiếm được điều gì nằm ngoài thế giới vật chất này có ý nghĩa hơn và chân thật hơn. Thì nó sẽ là một chặng đường rất dài và mình sẽ không thể nào gói gọn hết được trong cái buổi hôm nay, và nó cũng đang đến gọi là quá thời gian của buổi hôm nay rồi. Thì mình rất mong rằng sẽ gặp lại bạn trong một buổi tiếp theo sau này. Nếu có thời gian, mình rất mong rằng bạn sẽ theo dõi tiếp tục những bài chia sẻ tiếp theo của page, bởi vì tất cả những gì mình đang chia sẻ trên page thực ra nhằm mục đích để giúp đỡ mọi người vượt qua được tâm trí, được vượt qua được cái sự giao cản của bản ngã và tâm trí, sự kiểm soát của bản ngã đối với mỗi người. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ vượt qua được khung giới hạn của thế giới vật chất, của những gì chúng ta tin, chúng ta hiểu, chúng ta đã và đang sống với, để có thể bước lên một tầng ý thức mới, một tầng ý thức rộng mở hơn, chân thực hơn. Và không phải là để mà trở thành một người cao siêu, tài giỏi hay là một nhà bác học tách biệt khỏi đời, mà là có được cái tầng ý thức rộng mở hơn đó là để chúng ta tích hợp vào đời sống này, chúng ta sống một cuộc đời chân thực hơn, ý nghĩa hơn, và chúng ta bắt đầu nhìn thấy được ý nghĩa của mọi sự việc, mọi chi tiết trong cuộc sống của mình, và mình sống một cách trọn vẹn hơn. Và mình cảm nhận được sự ý nghĩa, tình yêu trong tất cả mọi thứ, chứ không còn là những sự vô nghĩa, những sự bất mãn, những sự chán nản mà trước đây trong tầng ý thức vật chất mình đã từng có. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và nếu như mình có bỏ sót câu hỏi nào của các bạn ở trong phần comment thì mình xin phép sẽ được trả lời lại ở phần comment hoặc inbox riêng cho các bạn. Và các câu hỏi còn lại mà mình chưa trả lời kịp trong buổi hôm nay thì mình sẽ có thể làm tiếp buổi hôm sau để tiếp tục bàn về vấn đề là các câu hỏi tự vấn cho những câu hỏi đó sẽ có cái khung, có cái lộ trình như thế nào. Và mình rất mong rằng buổi hôm nay cũng sẽ giúp ích một chút gì đó cho các bạn. Và rốt cục thì sẽ vẫn là tự mỗi người sẽ bước đi trên con đường của mình, và tự mỗi người sẽ phải tìm được ra câu trả lời trong chính mình. Mình có thể là giúp chỉ ra một số cái lộ trình, một số cái phương pháp, và mình cũng có thể là giúp các bạn trong quá trình các bạn tìm kiếm câu trả lời trong chính mình nếu như mà cảm thấy bế tắc. Bởi vì khi mà mình đang bị bó hẹp ở trong cái suy nghĩ, niềm tin của mình, đôi khi mình không nhìn ra, mình không biết đặt câu hỏi làm sao, thì các bạn đừng ngại ngần, có thể là gửi tin nhắn để chia sẻ một cách cụ thể và rõ ràng hơn. Thì trong từng trường hợp cụ thể đó, mình có thể sẽ có được cái sự dẫn dắt chi tiết và sát thực hơn với từng người. Và mình rất mong rằng các bạn sẽ ít nhất sẽ thực hiện được cái bước đó là trong mọi vấn đề, mọi sự việc, mình sẽ dành ra một tích tắc thôi để tự hỏi mình rằng đây là sự thật hay là đây là niềm tin và sự suy diễn trong đầu mình. Thì với sự khởi đầu đó, nó sẽ là một sự khởi đầu rất tốt để cho chúng ta bắt đầu dần dần có sự tách biệt khỏi suy nghĩ, niềm tin của chính mình và bắt đầu bước lên một tầng ý thức mới. Và mình cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã chia sẻ thông tin về
buổi livestream ngày hôm nay để nhiều người cùng tham gia và cùng trao đổi. Chúc các bạn một buổi tối chủ nhật thật vui vẻ, thật an lành. Và mình rất mong gặp lại các bạn trong những bài viết, trong những buổi livestream và trong cả một hành trình sắp tới trên page Hành Trình An Yên. Cảm ơn các bạn.